video clip về một cái khẩu súng đó chính là MP7A1 đã được nâng cấp Master. Và hôm nay thì cái điều đặc biệt ngày hôm nay đó chính là cái khẩu súng này nó đã nằm trong cái kho đồ của Tuấn HC. Đấy, thì hôm nay mình sẽ cầm khẩu súng MP7A1 này để đi đấu một trận ranh cho các bạn coi cái sức mạnh của khẩu súng này khi mà nằm trong tay Tuấn HC, cũng như là cái sức mạnh của nó tính đến thời điểm khi mà đã quá là nhiều những cái dòng súng thuộc dòng SMG từ kỵ sĩ cho đến súng sốt ra rất nhiều rồi, thì không biết là khẩu súng này nó còn mạnh mẽ như xưa hay không. Vâng, chưa gì đã hết máu như nào đây. Holy shit, đừng bảo tôi bên kia có hack nhá. Rồi, tuyệt vời. Vâng, như vậy là chúng ta cùng đến với map bóng tối ở chế độ sinh tử đúng không nhỉ? Vâng, không tìm ra ai cả. Mình nghĩ sẽ có thanh niên nhảy ra đây á. Đấy, biết ngay mà. Úi giời ơi, vâng, tuyệt vời. Vâng, cái xạ tốc của dòng súng thuộc dòng SMG thì nó phải gọi là cái xạ tốc rất man thò. Vâng, cụ rùa đã hiển linh rồi, một tình huống headshot không thể nào mà có thể rùa hơn nữa. Vâng, chỉ có thể là cụ rùa của Tuấn HC mà thôi. Đâu rồi, anh em? Nào nào nào, nhảy nhót này, anh em thấy giờ xạ tốc rất ghê luôn. Đúng là khẩu MP7A1 này nó từng là một con quái vật đã làm gọi là làm trời ơi, vâng, tuyệt vời, thanh niên album hẹo ngay lập tức. Vâng, Tuấn làm video đấy à. Vâng, xin chào tất cả những người anh em đã nhận ra mình. Thì đúng là mình đang làm video đây, mong anh em rất là thông cảm. Thôi mình cứ trả lời cho các bạn ấy một chút. Ôi shit, có biến ở đâu thế? Vâng, thì cái ngoại hình của khẩu súng MP7A1 này khi mà nâng cấp mắt lên các bạn có thể thấy họa tiết camo rất đẹp luôn, rất là chú bộ đội. Quá tuyệt vời anh em ơi. Chết. Chạy đi đâu. Vâng, như vậy là huy chương đồng đã thuộc về khẩu súng MP7A1 trên tay của Tuấn HC rồi. Vâng, chỉ cần có cụ rùa ở bên thôi thì tôi xin tuyên bố với anh em là cả thế giới này cứ để cho mình Tuấn HC bênh hết. Vâng, cứ chỉ cần cụ rùa thôi thì mọi khó khăn đều có thể. Ok, đạo phẩm. Oh shit, holy shit. Vâng, như vậy tình huống nhảy ra một phát ăn luôn quả slipper gãy chân luôn anh em ạ, và trở thành một chiếc máy quay nhìn đồng đội bắn. Vâng, cảm giác rất thốn. Nào, giết rồi, hay lắm, thanh niên cầm lực bắn rất tốt luôn, headshot luôn. Vâng, và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến hiệp thứ tư nè. Trời. Đấy, thì nói qua một chút về ngoại hình của súng này thì mình rất là thích luôn anh em ạ. Gọn gàng, sạch sẽ, đẹp đẽ mà lại vô trùng. Vâng, trông rất là chú bộ đội, nhìn rất là hầm hố anh em ạ, với họa tiết camo. Má, thanh niên nào bắn ở đâu đấy? Bằng, chẳng nhẽ này. Tôi mà phát hiện được thanh niên nào ở trong lách này, xác định là sắp bằng lò rồi. À, bắn xong rồi chạy à? Bắn xong rồi chạy à? Úi dồi ôi, một mình chống lại mafia này. Thôi xong. Holy shit. Làm như vậy là vẫn chết. Và chúng ta cùng cố lên anh em ơi. Quăng cho đậu xanh dâu má. Vừa ra cái ăn quả bom rồi. Holy shit. À đều đợi đây, đây rồi. À, nhảy nhót hay đấy. Á đủ. Giết. Ôi dồi ôi, đồng đội tôi giải quyết nhanh quá. À đều. Đây rồi. Ôi, nguy hiểm, chạy nè. Rồi, đồng đội vào tận nhà rồi. Quẩy lên. Quẩy. Ô, xiệt. Vâng, như vậy là thanh niên đông tà là cái ép mất cái mạng đấy của mình. What the fuck, thanh niên này ăn nhanh thật. Ui giời ơi, mất máu rồi. Phó lát quăng ra rồi. Giết. Ui dồi ôi, thanh niên kia còn rất là ít máu luôn. Ui, lại một mình chống mafia. Thôi xong. Đậu xanh rau má. Anh em mày chết nhanh thế nhỉ. Nào, ăn quả phá lát này. Ăn quả bom lổ. Ôi thôi xong, thối mồm rồi. Ăn quả bom còn 78cc này, làm ăn cái gì. Đây rồi, đây rồi. Holy shit, rất thơm và rất ngon. Úi dồi ôi, lại headshot rồi. Vâng, đặc này. Đặc này headshot nó phải gọi là quá ảo diệu rồi anh em ạ.
Nhưng mà làm sao mà có thể ảo diệu được bằng khẩu MP7A1. Đây này. Ui dồi ôi. What the fuck. Tình huống ngu người. Trời ơi, con tình huống tích à. Không biết là tại vì sao lại kích nhau này. Holy shit. Má thế như nào đấy. Khốn nạn đấy. Vâng. Độ khốn nạn của bạn đạt bằng cấp thượng thừa đấy. Ý nữa thì thanh niên đấy chết với mình rồi. Hay quá. Rồi các thanh niên này. Hai thanh niên này bọc lót cho nhau rất tốt luôn anh em ạ. Hay. Vâng tuyệt vời. Nào. Ôi đấy. Đúng rồi. Trời ơi, cái góc này thì giống xuống những cái dòng súng thuộc dòng S mà nó hơi thọt tí bởi vì nó không đục được. Chứ thuộc mấy cái dòng kiểu AK thì mấy thanh niên lấp lấp ở mấy cái cột đấy thì tự hại mình. Đâu ạ. Thanh niên tích cực này không mất máu luôn. Holy shit. Hội đâu vui thế nhỉ. Trời ơi. Tuyệt vời ông mặt trăng. Tuyệt vời ông mặt trăng. Không giết vướng vào cái thùng không nhảy được anh em. Người. Vâng, như vậy là tỷ số vẫn đang ở 5-4. Vâng, tỷ số rồi. Rất mong manh. Có lẽ là chúng ta phải thắng thôi. Chứ nếu chúng ta vẫn bắn kiểu nhờn nhờn này sẽ rất có thể là sẽ thua. Rồi, giết được thanh niên định rút ra đường mít để móc lốp. Nhưng mà rất tiếc không thành rồi. Và như vậy là trận đấu đầu tiên ở chế độ sinh tử map bóng tối, team mình đã chiến thắng. Nói chung là cái sự chiến thắng đó là nhờ có một người lãnh đạo tốt như mình. Được cộng 18 điểm danh luôn. Thành tích là 10-6. Một cái huy chương đồng. Rồi. Ngon quá anh em ơi. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi để... Úi dồi ôi. Vào luôn không phải chờ đợi. Vâng tuyệt vời. Úi dồi cái map này. Cái map nhà kho à? Hay là kho hàng ấy. Mình cũng quên mất rồi. À hình như là map kho hàng này ạ. Đấy. Ở chế độ đấu đội này test súng nó mới sướng này. Chế độ đấu đội này test súng sướng lắm anh em ạ. Ui ghê vậy. Ui. Holy shit. Vâng, holy shit. Mấy thằng nhà đúng rồi, bắn ghê thế nhở. What the fuck. Lập đấy mà thanh niên này cũng biết được. Holy shit. Ghê đấy. Rồi, bây giờ vừa rồi là màn chào hỏi nhau một chút thôi. Úi trời ơi, ăn quả bom đấy thì còn cái nghĩa lý gì sống ở trên đời nữa đây. Chúng ta bắn nó phải hổ báo cáo trồn lên. Hổ báo. Vâng. Chuẩn. Đây rồi. Tìm à. Tìm em. Vâng. Tìm em ở đâu. Ui đau quá. Rồi ra đây. Ôi đã vào ngày quá. Anh đã mong được gặp em. Cứ sao gặp em. Em cho anh cái headshot. Người vội vàng tin anh mà sao đéo. Chị chà. Sorry anh em. Vừa rồi là hát chế nhưng mà không kìm được cảm xúc nên là hơi bậy tí. Úi trời ơi. Báo thù ngay. Động xanh ra mà hai thanh niên lại. Giết luôn. Úi trời xong rồi. Không giết được rồi. Anh này nhảy tốt quá. Đúng rồi. Vâng như vậy là lò xe lửa anh ta sử dụng cầu sổ súng Storm Knight level 7 cái hết ngay cái mạng của mình. Đáng nhẽ là phải để mình đắp quả bom này ăn mạng thì mới đúng. Còn ui bom quẩy ra rất là nhiều. Vâng rất là nhiều. Vâng tuyệt vời. Headshot mà không hiểu tại sao headshot. Đúng là ảo con nhà bà Diệu. Úi trời ơi hai kin rồi. Đâu rồi. Ở đâu. Shit. Vâng. Liên tiếp là những tình huống nằm xuống mà tôi không thể biết được. Ôi trời xong rồi, ngu người. Chết, ngu người thật. Nó không sao. Với cái tỷ số 22-14 như thế này chắc chắn là team tôi sẽ chiến thắng rồi. Còn nếu mà team tôi thua thì có lẽ là do một số những yếu tố. Khách con nhà bà Quan. Ăn quả bom này. Ui. Đậu xanh đâu mà. Sao thể tin được. Rồi thanh niên chân cung luôn.
Trời ơi, có phải công thủ đâu. Chỉ có Tuấn HC mới là công thủ thôi. Bỏ ngay cái cung ra. Đậu xanh. Đây. Này người tình, đừng suy nghĩ. Ôi trời ơi, em hãy tin anh đi nào. Mình sẽ thâm nhập cho nhau một lần đen. Ui trời ơi. Chạy. Đây rồi. Được rồi. Vâng, như vậy là bị đục chết. Mua người Mr. Quân. Mr. Lão Quân à? Dịch thế đúng nhỉ? Không biết là Mr. là ông hay là bà nhỉ? Chắc là Mr. là ông ấy. Missy mới là bà mà. Ôi trời ơi. Vâng, ngon quá. Sao lại ba combo này? Không biết bán ai mà được thêm. Mình thấy có mỗi hà. Mỗi hai đi đến đấy thôi mà. Vâng, cái tình huống ăn mạng nó quá nhanh. Tôi không thể nào mà có thể hình dung được là mình có thể ăn được ba combo ở trong tình huống đó. Đậu phóng. Đâu rồi? Shit. Bán nhau như vậy mà lại không ra là như nào đây? Đây rồi. Tôi xong rồi. Giời đất thiên địa quỷ thần ơi. Vâng, ôi thần linh ơi. Như vậy là tôi nằm xuống rồi. 13 chết 7 anh em ạ. Vâng, như vậy là team đạt 36 mạng rồi. Ui giời, cái này thì thắng chắc rồi. Thua làm sao được lắm. Mình sẽ trả lời bạn ấy một câu đã. Xin chào bạn OFF3. Tên khó đọc quá. Không biết là tiếng Anh hay là tiếng X kêu. Ui dồi ôi. Vâng, mù vẫn giết người. Vâng, tuyệt vời. Chết. Ôi trời ơi, ngon. Người ta nói là chết trong mù là một cái chết định mệnh. Là em headshot của thanh niên ọp này. Chết trong mù là một cái chết rất nhạt nhòa. Nhưng mà ăn mạng trong mù là một cái tình huống không thể nào mà có thể diễn tả bằng lời anh ạ. Rất cảm xúc. Á đù. Đây rồi. 5 vâng. Lại headshot. Tôi không thể nào hiểu được tại sao lại có thể headshot được cái tình huống đấy. Thôi. Hai quả bom chỉ có thể là Tuấn HC thôi. Ngu thật. Hay đấy rồi khốn. 47 mạng rồi. Không biết là mình có kết thúc được mạng thứ 50 hay không đây. Hay là đồng đội kết thúc đây. Mình rất thích bắn phất kim và lát kim nhé. Tom. Úi dồi, không chết à. Đây rồi. Úi, cái đậu phộng. Được đấy. 49, 50. Và như vậy là kết thúc rồi. Như vậy là ở trận đấu thứ hai ở cái map nhà kho hay kho hàng gì đấy thì mình không biết. Chế độ đối đội thì anh em có thể thấy là cái sức mạnh của khẩu súng này dù nó chỉ là một khẩu súng shop rất là bình thường, đến mức tầm thường, nhưng mà khi mà nâng cấp lên master ấy thì nó vẫn quẩy top ở trong cái chế độ đấu rank, cấp rank vàng đấy. Thì anh em có nhận xét gì về khẩu súng này thì mời đóng góp ý kiến và cùng nhau thảo luận ở phía dưới bình luận. Đừng quên để lại cho mình một like, một share để ủng hộ tinh thần mình làm những video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.